nơi có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nói, nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta sầm sương dãi nắng, phiên chờ nghèo lều tranh mái siêu, kìa dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nói, nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ. Bao nhiêu năm rời xa quê hương, phiêu bạt nơi thành đô cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước trôi qua cầu, đời người đi mãi về đâu, thiếu quê hương biết về đâu. Có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nói, nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ. Bao nhiêu năm rời xa quê hương, phiêu bạt nơi thành đô cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước trôi qua cầu, đời người đi mãi về đâu, thiếu quê hương biết về đâu. Một chiều bưng bát cơm quê, rưng rưng ta hát giọng quê dài. Thank you.
tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng. Trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa. Lấp loè tà áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rung rinh khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mừng xuân nay đã về rồi, về mùa đông vừa qua. Ngập tràn bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui lòng ta thấy yêu đời. Hàng năm cứ Tết đến xuân về vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, nhân dân thôn Công cùng với các thôn khác long trọng tổ chức lễ hội truyền thống của đình làng. Thay mặt cho ban tổ chức lễ hội, tôi xin giới thiệu lịch trình của lễ hội truyền thống đình làng Công năm 2019 như sau. Lễ hội đình làng Công được tổ chức trong 2 ngày. Ngày thứ nhất, ngày 11 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tức là ngày 15 tháng 2 năm 2019. Buổi sáng, ban tổ chức lễ hội cùng hai giấy các cụ bao sái trong đình và ngoài sân, kiểm tra kiệu chuẩn bị cho lễ hội. Buổi chiều bắt đầu từ 1:30. Buổi chiều bắt đầu từ 13:30. Trào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Hai là trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai hội. Ba, ban tổ chức, hai giấy các cụ, các ban ngành đoàn thể, đội tế, đội dân hương, đội quân kiệu vào lễ thánh. Bốn, nhận lễ và dâng lễ của các gia đình có lễ vọng, lễ trình. Năm, tổ chức rước đại đám từ đình ra quán và từ quán về đình. Buổi tối, các cụ ông tế, các cụ bà dâng hương. Ngày thứ hai, ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tức ngày 16 tháng 2 năm 2019. Buổi sáng, ban tổ chức cùng hai giấy các cụ lễ và tiếp khách. Buổi chiều, các cụ bà dân hương. Hai là tổ chức văn nghệ mừng đảng, mừng xuân, mừng lễ hội truyền thống đình làng Công năm 2019. Buổi tối, các cụ ông tế xã hội. Sau đây xin kính mời tất cả các quý vị đại biểu, hai giấy các cụ và toàn thể nhân dân đứng lên làm lễ chào cờ. Yên! Chào cờ, chào!
Xin kính mời quý vị đại biểu, hai giây các cụ và toàn thể nhân dân an tọa. Kính thưa ban tổ chức lễ hội truyền thống Đình Làng Công năm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần của ban tổ chức lễ hội, gồm có các ông bà sau: một, ông Hà Trịnh Tuyên, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban tổ chức lễ hội; hai, cụ Nguyễn Văn Hùng, chi hội trưởng hội người cao tuổi, phó ban tổ chức lễ hội; ba, ông Hà Trịnh Quan, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, phó ban tổ chức lễ hội. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các ông bà là đại biểu hội đồng nhân dân, các ban ngành đoàn thể trong ban tổ chức lễ hội cũng có mặt đầy đủ. Xin tất cả nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu sự có mặt đông đủ của hai giới các cụ, đội tế, đội dân hương và 40 thành viên trong quân kiệu. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu 7 hộ gia đình có lễ vọng, lễ trình. Các quý vị khách quý và đông đảo nhân dân đã về dự lễ hội. Một lần nữa, xin toàn thể các quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hàn Trị Tuyên, tổ trưởng tổ dân phố 14, trưởng ban tổ chức lễ hội, lên đọc diễn văn khai hội. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa hai giới các cụ, kính thưa các quý vị khách quý về dự lễ hội, kính thưa toàn thể nhân dân và những người con của nàng đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc cũng về dự lễ hội năm nay. Mùa xuân là mùa của lễ hội. Hôm nay, trong không khí trang trọng của ngày hội cổ truyền Đình Làng Công, ngày 11, 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, ban công tác mặt trận, chính quyền cùng hai giới các cụ và toàn thể nhân dân thôn Công long trọng tổ chức lễ hội truyền thống của Đình Làng. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin bày tỏ niềm vui và hoan nghênh sự có mặt của các quý vị khách quý và toàn thể nhân dân trong thôn. Và cũng nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin gửi tới các quý vị khách quý và toàn thể nhân dân lời chúc tốt đẹp, chân tình, thân ái, hữu nghị và đoàn kết. Một năm mới có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý vị khách quý và toàn thể nhân dân, nét đặc trưng của quê hương Việt Nam là có đình, có chùa, có quán, có đền, có phủ, là những nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân thôn Công nói riêng. Lịch sử ghi lại rằng Đức Đại Vương Hoàng Khắc Minh, tên chữ là Hòa Tĩnh, tên hiệu là Thủy Nhiên Tiên Sinh, ngài sinh năm Quý Dậu 1453 và mất ngày 12 tháng Chạp năm Giáp Ngọ 1534. Ngài đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nho giáo, quê ở làng Huyền Khê, nay là làng Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngài là một quan văn dưới triều vua Lê Thánh Tông và đã được vua thăng chức thượng thư bộ lễ, thượng thư bộ lễ, ban tước lương nhân hầu. Trong lúc còn đương nhiệm làm việc, ngài rất quan tâm đến đời sống của dân chúng. Ngài đã đem bổng lộc của mình chia cho dân chúng ở những nơi mà ngài đã phục mệnh vua đi qua. Chính vì vậy mà sau khi ngài quy tiên, nhân dân của nhiều làng đã xây đình ra từ đường họ Hoàng làm lễ yết xin cung thỉnh hành trạng và về huệ của ngài về thờ làm thành hoàng làng, trong đó có làng Công của chúng ta. Kính thưa toàn thể nhân dân, gần 300 năm nay, từ khi ông cha ta xây đình thờ ngài, cứ hàng năm
vào ngày 11, 12 tháng Giêng, nhân dân thôn Công cùng với các thôn khác long trọng tổ chức lễ hội truyền thống của đình làng nhằm phát huy giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống của dân tộc, giáo dục cho các thế hệ con cháu về lịch sử văn hóa truyền thống quê hương, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn. Để tạ ơn công lao của Ngài, nhà nhà sửa lễ, người người sắm lễ, hướng về đình làng, lòng thành dâng hương cầu chúc cho năm tới được quốc thái dân an, đất nước thăng hoa, mưa thuận gió hòa, vạn vật chan hòa, nhà nhà hạnh phúc, người người đều khỏe mạnh, an khang thịnh vượng, các con, các cháu học hành tiến tới giỏi giang và thành đạt. Và cũng cầu chúc cho các quý vị, khách quý và những người con của nàng đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc được công thành, danh toại, muôn làm việc thiện, hướng về quê hương, trân trọng và tôn vinh hơn nước thần linh, giữ gìn bản sắc dân tộc và cùng nhau phát huy truyền thống của quê hương, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Vui ngày lễ hội truyền thống đình làng hôm nay, chúng ta cũng tưởng nhớ và biết ơn những người con của quê hương đã không tiếc xương máu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, mà nay nhân dân đã xây bia tưởng niệm để nhớ tới công lao của các anh hùng liệt sĩ. Và chúng ta cũng không quên sự quan tâm của nhà nước, các cấp lãnh đạo, chính quyền và những tấm lòng hảo tâm của các tập thể, gia đình, nhân dân trong và ngoài thôn đã công đức tiền của để cho nhân dân thôn Công tổ chức lễ hội dưới một ngôi đình khang trang như ngày hôm nay. Một nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của các quý vị và nhân dân thôn Công đã ghi vào sổ vàng và tặng bia ghi nhớ. Một lần nữa, nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin gửi tới các quý vị, khách quý và toàn thể nhân dân một năm mới có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc cho buổi lễ hội truyền thống đình làng Công năm 2019 được thành công tốt đẹp, thắm tình đoàn kết. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống đình làng Công năm 2019. Xin chân thành cảm ơn. Vừa rồi Phan Trịnh Tuyên, trưởng ban tổ chức lễ hội, đã đọc diễn văn khai mạc lễ hội đình làng Công năm 2019. Sau đây xin mời hai cụ lên nổi chiêng trống khai hội. Thank you.
đi đầu là đội dân hương rước cờ xếp thành hàng, sau cờ mông mình là đội chấm, sau đội chấm là tiểu hoa. Đường
tuổi 100. Vâng, xin mời ông Nguyễn Văn Hùng chi hội cao tuổi trao cho cụ. Xin chúc mừng thọ cụ Hàn Thị Hoa tuổi 80 ạ. Vâng, xin mừng cụ Đặng Thị Thiến tuổi 70. Vâng, Nguyễn Duy May. Vâng, xin chúc mừng cụ Nguyễn Duy May và cụ Tạ Thị Huệ. Bách niên dài não, mạnh khỏe bên con cháu và gia đình. Xin tất cả các quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng các cụ ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cùng toàn thể nhân dân đã rước kiệu từ đình ra quán, nay đã ra tới quán, xin trân trọng giới thiệu cụ Hàn Bảo Khánh tế chủ vào lễ để xin văn.
Chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân về dự với buổi liên hoan văn nghệ mừng lễ hội truyền thống Làng Công Xuân 2019. Và để chào mừng chương trình liên hoan văn nghệ Làng Công năm 2019, Duy Hiệu và Thanh Hằng đại diện cho những người làm chương trình xin được gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Về dự buổi liên hoan văn nghệ lễ hội truyền thống đình Làng Công năm nay, rất hân hạnh được chào đón các đồng chí là lãnh đạo chi bộ đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các quý khách thập phương và toàn thể nhân dân. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, bản sắc văn hóa là thiêng liêng quý giá, nó tạo nên đặc thù của một dân tộc, được hình thành lâu dài trong lịch sử của một đất nước, được đúc kết từ những kinh nghiệm sống và lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn bó máu thịt với con người, nó thuộc tự nhiên, không thể ép buộc, nhưng đòi hỏi phải biết gìn giữ, bảo lưu, nó đã in đậm sâu trong tâm hồn mỗi con người chúng ta. Vì vậy, những giá trị đời sống mang bản sắc dân tộc Việt Nam nói chung và từng thôn làng nói riêng đã được lưu giữ, bảo tồn và phát huy trong đời sống của mỗi người dân Việt. Hòa trong không khí toàn đảng, toàn dân, ra sức thi đua lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và nhiều những sự kiện trọng đại của đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, hôm nay lễ hội truyền thống đình Làng Công đã được khai mạc. Trong quá trình hình thành và phát triển, các cán bộ lãnh đạo và toàn thể nhân dân đình Làng Công đã đoàn kết một lòng vượt qua những khó khăn, những thăng trầm của cuộc sống để xây dựng nên quê hương Làng Công được khang trang, sạch đẹp như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, việc tổ chức lễ hội truyền thống Làng Công hàng năm không chỉ thể hiện được nét đẹp về văn hóa mà còn thể hiện tình cảm đoàn kết gắn bó của người dân nơi đây. Và về dự buổi liên hoan văn nghệ lễ hội truyền thống đình Làng Công năm nay, tôi rất hân hạnh được chào đón các đồng chí lãnh đạo chi bộ đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các quý khách thập phương và toàn thể nhân dân. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đã có mặt trong ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hàn Trịnh Tuyên, trưởng ban tổ chức lễ hội, nên khai mạc buổi liên hoan văn nghệ mừng đảng, mừng xuân, mừng lễ hội truyền thống đình Làng Công năm 2019. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, quý khách thập phương, các con em của Làng Công xa quê hương hôm nay cũng về dự lễ hội. Kính thưa các đồng chí, các bạn và toàn thể nhân dân, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống cũng như hậu quả của chiến tranh để lại, ông cha ta đã đoàn kết một lòng vượt lên tất cả, xây dựng xóm làng, thôn Công để cho chúng ta có ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, các quý vị và các bạn, rất vinh dự cho buổi giao lưu văn hóa văn nghệ mừng đảng mừng xuân, mừng lễ hội truyền thống của đình Làng Công năm 2019 được nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, khách quý, các quý khách thập phương, các đơn vị bạn và toàn thể nhân dân đã về dự buổi lễ hội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, năm xưa những bài hát đã đi cùng với năm tháng, tiếng hát át tiếng bom, lời thơ tiếng hát đã làm cho quân thù khiếp sợ. Ngày nay những bài hát yêu quê hương, yêu đất nước lại vang lên trước sân đình, nhà văn hóa trong những ngày hội, ngày lễ. Và hôm nay trong buổi giao lưu văn hóa văn nghệ mừng đảng, mừng xuân, mừng lễ hội truyền thống đình Làng Công năm 2019, các quý vị và các bạn sẽ được nghe những giọng hát cung đàn của người Làng Công và các đơn vị bạn. Mọi người ở những cương vị công tác khác nhau, nhưng trái tim cùng chung nhịp đập hướng về quê hương.
về cội nguồn. Những diễn viên không chuyên sẽ mang hết khả năng và lòng nhiệt tình, tình cảm thiết tha, tình yêu quê hương cháy bỏng để dành cho các quý vị và các bạn những tiết mục đặc sắc hôm nay. Kính thưa các quý vị và các bạn, thưa toàn thể nhân dân, thay mặt cho ban tổ chức lễ hội truyền thống Đình Làng Công năm 2019, tôi xin trân trọng khai mạc buổi giao lưu văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng lễ hội truyền thống Đình Làng Công năm 2019. Kính chúc các đại biểu, quý khách, các bạn và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi giao lưu văn hóa văn nghệ năm 2019 của Làng Công được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin kính chúc ông và gia đình xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, trong mỗi giai đoạn lịch sử thì lời ca, tiếng hát luôn mang lại những giá trị thiết thực và những giá trị tinh thần cao. Vì thế, từ xưa đến nay, trong những ngày lễ, ngày Tết, ngày hội làng trước sân đình lại vang lên những tiếng hát, câu hò, những điệu múa, ca ngợi quê hương đất nước, làm cho mỗi chúng ta quên đi những nỗi lo âu, mệt nhọc trong công việc và cuộc sống hàng ngày, để tâm hồn được vui tươi, trẻ trung hơn. Trải qua khoảng thời gian luyện tập nghiêm túc, đầy cố gắng, ngày hôm nay, những diễn viên, những nghệ sĩ của chúng tôi sẽ gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân những tiết mục đặc sắc nhất.
vô thời gian trôi mau, lời bền lâu là lời lắng sâu. Thiếu quê hương ta về đâu? Tình yêu hoa lúa rộn ràng.
No!
Chương trình văn nghệ giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân mừng lễ hội truyền thống Đình Làng Công năm 2019, chính chuyên xin gửi lời kính chúc tới ban tổ chức lễ hội, hai giới các cụ cùng toàn thể các quý vị khách quý về dự lễ hội và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, sau đây xin gửi tới toàn thể các quý vị ca khúc Đất nước tình yêu. Khi em nói yêu anh vườn cây đầy hoa trái, khi anh nắm tay mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ, khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm.
ơi Việt Nam, đất nước tình yêu, bên uy che xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiết tha tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em nói anh đi những cây ôm cây súng trên tay, anh giữ yên ngày tiếng du hồi. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương vui thắng giặc. Ơi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi uống nhiều kỳ nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ. We'll be right back.
chia tay bên dòng sông. Chiếc nón quai dao sơn sao của con hồ, nhưng hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé. Con đỏ bồng bềnh nhớ nhau em gọi cậu mình rồi chia tay bên dòng sông. Chiếc nón quai thao sơn sao câu quan họ, đêm hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé. Con đỏ bồng bềnh nhớ nhau em gọi cậu mình được. Cảm ơn phần trình bày của nữ ca sĩ Trang Sơn và bài hát Nhớ Đêm Dã Bàn do phần trình bày của ca sĩ Trang Sơn đã khép lại chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng lễ hội truyền thống Đình Làng Công năm 2019. Xin được chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân đã dành thời gian quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Thay mặt ban tổ chức xin được kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân một mùa xuân mới luôn luôn mạnh khỏe, ngập tràn niềm yêu thương và hạnh phúc. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong hội nàng năm sau ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Hội đã tan rồi chết.